bạn đến với Taro Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip về dự báo tổng quan tháng 7. Thì cái clip này thì mình sẽ làm dự báo tổng quan về chuyện tình cảm. Thì mình sẽ có 3 tụ, và mỗi tụ thì mình sẽ chia thành 2 lá. Thì mình sẽ bắt đầu bằng việc xào bài và chia tụ nha. Mình đã chia tụ xong rồi, thì bây giờ mình sẽ phân tụ. Thì đây là tụ 1, đây là tụ 2 và đây là tụ 3. Thì mình sẽ bắt đầu bằng tụ 1 trước ha. Đối với những bạn mà chọn tụ 1 thì dự báo tổng quan tình cảm tháng 7 thì mình có là lá Devil với lá 4 cốc. Thì nhìn chung nó thứ nhất là sự bản thân mình nhìn thấy, thứ nhất đó là đi bộ ở đây nó cho mình một cảm giác là một mối quan hệ không tích cực mấy. Mình không biết là các bạn đang trong ở tình thế như thế nào, nhưng mà cái lá đi bộ này nếu mà các bạn mà cắt làm đôi á, các bạn nhìn như thế này nha, các bạn sẽ thấy giống như đây là hai con mắt, ở đây một cái gương mặt khác này ha bạn, còn đây là một cái người khác. Tức nghĩa là đối với mình, cái cảm giác bài lên đầu tiên của mình là như vậy. Mình cảm giác ở đây là mình không biết là các bạn có đang nghĩ về một mối quan hệ nào đó cũ, hoặc là một người nào đó mà giữa các bạn nó còn một cái sự liên kết nào đó hay không. Thì nếu mà thực sự các bạn còn, thì mình cảm giác cái mối quan hệ này nó không mang cái năng lượng tích cực, hoặc là không có giúp các bạn trong cái việc mà kiểu giống như là đi tiếp hoặc là bước tiếp trên cái con đường tình cảm của mình. Hiện tại thực ra đối với Devil và 4 cốc á, thì mình khó nhìn hai lá này, mình cảm giác khó mà nói được là thực tế là các bạn đang trong một mối quan hệ hay là các bạn đang một mình. Mình á, theo cảm giác của mình á, thì hai cái lá này nó cho mình cảm giác là đang ở một mình. Nhưng một mình ở đây nó theo kiểu như là có thể là chuyện vừa qua, các mối quan hệ giữa các bạn nó có vấn đề gì đó, hai bạn tạm chia tay nhau, hoặc là vừa có cãi nhau gì đó, mối quan hệ này nó tạm đứt, hoặc là tạm thời bị gián đoạn, hoặc là có khoảng thời gian đang ngưng lại. Và một phần nữa mình cảm giác cái Devil này lên đây nó cho mình một cái kiểu suy nghĩ, đó là thực sự đang có một cái sự khó chịu, một cái cảm giác không hài lòng gì đó nó đang nảy sinh ở trong bạn. Hoặc và thậm chí là đối với cái lá Devil này nè, mình cảm giác giống như là cái việc mà mối quan hệ nó trở nên không có tốt, nó không ổn đối với các bạn, nó còn làm cho tính cách, nó làm cho cuộc sống của các bạn có xáo trộn gì đó ở đây. Kết hợp với cái lá 4 cốc nhìn ở đây nữa, thì mình lại cảm giác giống như là giữa hai bạn á, mình cảm giác có một cái sự bất đồng quan điểm, hoặc là có một cái mình cảm giác giống như là có một cái sự gì đó gọi là không hợp, hoặc là không có kiểu giống như là có thể là khi mà hai bạn bên cạnh nhau cái khoảng thời gian đó không thoải mái lắm, giữa các bạn có bất đồng quan điểm, và nó giống như cái gọn sóng này cứ đánh vào đánh ra, nó làm cho cái cuộc sống của các bạn bị đảo lộn. Ngoài ra những cái bạn mà chọn tụ 1 này á, mà cái mà mình đang cảm thấy á, mình cảm giác giống như là cái mối quan hệ của các bạn nó thật sự mình cảm giác nó không lành mạnh lắm. Không hẳn lành mạnh ở đây là hiểu là có cái gì trong đây, nhưng mà kiểu giống như là mình cảm giác một mối quan hệ mà có một người kiểm soát một người, hoặc là một người mong muốn đối phương phải như cách mà mình thích, như cách mà mình mong đợi họ. Nhưng như bạn có thể, mình ví dụ là bạn ha, nếu mà bạn là kiểu người mà thích là người yêu của mình phải chăm lo cho mình, hoặc là phải luôn luôn theo mình, phải luôn luôn nghe lời mình, không có được tia gái tia trai, hay là không có được nhắn tin, hay là bạn phải quản lý số điện thoại cá nhân, tin nhắn này nọ, tức nghĩa là bạn kiểm soát và người ta kiểm soát bạn, thì cái mối quan hệ này nó đều rơi vào một cái tình thế là căng thẳng hoặc là không hài lòng. Cái không hài lòng này nó có thể là không hài lòng từ bên trong, là gốc rễ của nó là nằm ở phía dưới, tức nghĩa là mình cảm giác là cái chuyện này nó đã xảy ra và có thể là các bạn cảm giác không thật sự thoải mái với nó. Và cái việc tiếp tục đi tiếp trong một cái mối quan hệ như vậy, nó cho các bạn cái cảm giác là mình đi tiếp mình được gì, rồi nếu mà mình yêu họ tiếp nữa, mình có nên đầu tư vào tình cảm nữa hay không, hay nên chấm dứt.
nghĩa là những cái suy nghĩ nó cứ gọi là giằng co. Ngoài ra nữa, nếu mà cái tụ bài này nó không hề liên quan gì đó gọi là đến gọi là những người đang có tình cảm, tức nghĩa là đang có một mối quan hệ mà gọi là những bạn đang độc thân đó, và available, tức nghĩa là không có một cái đối tượng nào hết á, thì mình cảm giác cái cặp bài này nó cho mình cái suy nghĩ đó là hiện tại nhiều khi các bạn còn không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa kìa. Có nghĩa là cái thứ mà các bạn quan tâm nhiều nhất có thể là chuyện cuộc sống, chuyện công việc. Bởi vì đối với bạn cái chuyện tình cảm cũ nó giống như cái vỏ ốc này, đây là bạn mình cảm giác các bạn tình cảm mà các bạn chôn vùi vào cái vỏ ốc này và bạn để sóng nó đánh mặc kệ luôn. Có nghĩa là phải có người tới thì tới, không có người tới thì thôi. Cuộc sống của bạn vẫn cứ trôi qua một cách bình thường như mọi ngày, như mọi khi. Bởi vì cái chuyện cũ của các bạn mình cảm giác nó giống như những cái con sóng này, nó chưa có được yên, nó vẫn không phải là người cũ còn tìm tới bạn, nhưng mà vấn đề ở trong cái tâm của bạn, cái tình cảm này, cái tình yêu này, những cái gì liên quan đến cảm xúc nó đang bị vơi đi hoặc nó đang bị xáo trộn bởi những cái bên ngoài. Bên ngoài đây mình không biết nó là về cuộc sống của các bạn, công việc hay là gia đình hay là những cái gì khác, nhưng mà mình cảm giác cái tri bộ đây nó cho mình cái kiểu giống như là bạn đang bị cái cuộc sống cơm áo gạo tiền hay những cái thứ liên quan đến vật chất, xã hội, địa vị, danh vọng nó tàn phá, nó làm cho các bạn cảm giác trơ trọi trong chuyện tình cảm. Và cái điều quan trọng nhất của các bạn bây giờ đó là chính bản thân các bạn. Thành ra mình cảm giác đối với những bạn chọn tụ một thì có khả năng trong tháng 7 này cái chuyện tình cảm của các bạn nó sẽ không có tiến triển theo kiểu là bạn sẽ có người để quen hay để tìm hiểu, mà là mọi chuyện của các bạn sẽ xoay quanh nhiều chuyện cơm áo gạo tiền và những cái vấn đề liên quan đến cơm áo gạo tiền. Còn nếu mà bạn là những người mà đã có mối quan hệ thì cái chi bồ này nó luôn cho mình một cái cảnh báo hoặc là một cái tín hiệu, đó là đừng kiểm soát quá, đừng ghen tuông quá, hoặc là đừng tìm cách chi phối người khác quá nhiều. Hãy chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau, và nếu thật sự có vấn đề xảy ra giữa hai người thì hãy giải quyết nó bằng bốn góc, tức nghĩa là hãy tìm cách tìm một cái thời điểm thích hợp để giải quyết, đừng có nóng quá mất khôn. Đó là những cái suy nghĩ của mình ở cái những bạn chọn cái tụ một. Thì mình sẽ chuyển sang tụ số 2. Đối với những bạn chọn tụ số 2 thì ở đây mình có là lá kỵ sĩ kiếm và lá Chariot. Thì đối với mình nó tụ số 2 mà lên cái nhóm này thì họ trong chuyện tình cảm tháng 7 thì mình cảm giác là các bạn đó nha, mình nghĩ cái tụ 2 sẽ là cái tụ mà trong tháng 7 này chuyện tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển. Biến chuyển ở đây đó là nếu mà thật sự các bạn đang giống như là cái người kỵ sĩ này đang đang chạy theo và đuổi bắt theo con cú này, thì thật sự là một là các bạn đang trong giai đoạn yêu, hai là các bạn đang trong giai đoạn theo đuổi. Mình sẽ xét thành cái giai đoạn một trước, đó là những cái bạn đang trong giai đoạn yêu, tức nghĩa là hai bên đã biết tín hiệu, đã bật đèn xanh rồi, thì thật sự cái mối quan hệ giữa hai bạn nó giống như một cái cuộc rượt đuổi mà mình cảm giác đó, trong hai người có một người nhiều hơn. Ở đây nó theo kiểu là, tại sao mình lại nói vậy, mặc dù mình biết cái câu đó rất là vô thưởng vô phạt, tại vì lúc nào cũng sẽ có một người yêu hơn, một người yêu ít hơn, nhưng mà vấn đề ở chỗ mình nói là tại sao nó là một cuộc rượt đuổi và có người yêu ít hơn, người yêu nhiều hơn. Bởi vì mình cảm giác thực chất trong hai bạn mình không hề cảm giác được sự và là cái yêu, tại vì hai cái lá này đều là hai cái lá của những cái mối quan hệ nó phát triển rất là nhanh, cho chóng vánh hoặc là nó theo kiểu giống như là cao trào lên xong rồi lại thoái trào. Có nghĩa là mình cảm giác cái sự tương đồng, tương hợp và cái sự thu hút của bạn nó rất là mạnh mẽ. Mình cảm giác bạn thích họ bởi vì họ có một cái điểm nổi bật nào đó, họ dễ thương, họ sáng, họ thông minh, họ giỏi giang, họ là một mẫu hình lý tưởng của các bạn, tức nghĩa là vì lý do mang tính lý trí rất là nhiều. Và mình cũng nghĩ đó là trong cái mối quan hệ này á, cái tình cảm ở đây mình không thấy nhiều, và mình cảm giác giống như là các bạn đang đang chạy tới nhau song song như vậy để các bạn tìm hiểu đối phương, à đây là có phải là một cái người mà mình cảm giác phù hợp hay không, người này có thật sự yêu mình hay không, rồi mình có thật sự cảm giác tình cảm yêu dành cho họ hay không. Bởi vì nó đi kèm với cái lá Chariot đó, phía sau nếu bạn nhìn cái lá này bạn sẽ thấy là ở cái người phụ nữ này họ có bốn con sói và họ nghiêng cái ánh nhìn của họ về một bên, tức nghĩa là mình cảm giác đối với bạn đây là một cái sự lựa chọn, cái người mà bạn đang đi cùng đó là một cái sự lựa chọn mà bạn cảm giác hài lòng và bạn đang đánh giá cái sự lựa chọn đó. Thì mình cảm giác giống như là nếu thật sự bạn đang trong một cái vị thế mà gọi là chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì việc mà bạn đâm lao bằng phải theo lao là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà cái cặp bài này nó nói theo kiểu như là nếu thật sự trong tháng 7 này mà các bạn đã xác định được đối tượng rồi thì hãy xác định nó và hãy 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 hãy, hãy. Kiểu giống như là hãy gọi là xem xét lại cái tình cảm của mình, nó giống như cái bông hoa trước ngực của người phụ nữ này, hãy xem xét lại thực sự các bạn có muốn nghiêm túc, có muốn để cái bông hoa này nó sinh sôi, nó nảy nở hay không,
hay là bạn có muốn dành cái bông hoa này cho cái đối tượng này hay không, hay là bạn còn muốn những cái đối tượng khác. Bởi vì mình vẫn cảm giác cái đây nó giống như một cái trò chơi rượt đuổi vậy, và mình cảm giác giống như là được thì được, không được thì thôi. Và giữa hai bạn mình không hề thấy có một cái cam kết nào hết, mặc dù tính cách nghĩ của hai bạn nó có thể có những cái điểm chung, nhưng mình cảm giác sâu thẳm bên trong nó có những cái sự khác biệt rất lớn mà các bạn chưa có đủ thời gian để tìm hiểu. Đó là cái nhóm 1. Còn cái nhóm 2 là cái nhóm mà mình nói là hai bạn đang chỉ trong thời gian gọi là nhá hàng với nhau, tức là chưa hề xác định một mối quan hệ rõ ràng. Thì mình cảm giác giữa hai bạn nó là một kiểu giống như là mình cảm giác giống như là hai con người cô độc, rồi cũng muốn nửa muốn tìm hiểu đối phương, nửa muốn đối phương này là kiểu như là nửa muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm, nửa không, rồi nửa còn muốn giống như là độc thân vui tính, một nửa thì nghĩ thôi tới lúc mình cũng nên có người yêu rồi nên thôi nếu tìm hiểu thì cũng được. Tất nhiên là trong các bạn mình không thấy có một sự chắc chắn, và cái kiểu nửa nửa không không nạt nạt mà mở vậy là mình cảm giác nó giống như bạn đi câu cá, bạn thả cần câu đó nhưng bạn không hề có cái tâm hên xui cá cắn hay không là chuyện của cá, còn chuyện của các bạn là có muốn giật cái cần câu đấy không. Mình cảm giác không có một sự nghiêm túc trong cái mối quan hệ này. Và ngoài ra cái lá carrier đó ở đây mình vẫn khẳng định nó giống như cái ý vừa giải đây, tức nghĩa là bạn bạn hoặc là cái người mà bạn thích đó họ đang có sự lựa chọn, không phải bạn là con sói duy nhất mà đi có bốn con sói lận, thì việc mà gọi là họ chọn bạn hay là bạn chọn họ nó vẫn là chưa một câu trả lời ngã ngũ nào hết. Hoặc là cái đối tượng mà bạn đang thích thật sự họ cũng đang thích một người khác nữa, tức như là cái này, cái con người này nhìn con cú này là cái người nữ đó đi hoặc là người nam đó đi, họ lại đang nhìn một thứ khác. Tất nhiên là mình cảm giác cái mối quan hệ giữa các bạn á, nó chưa hề có một cái thông tin nào nó mang tính công khai, nó chưa có một cái sự xác định nào trong chính bản thân các bạn và trong chính cái đối tượng của các bạn. Và việc mà các bạn cần làm đó là tìm hiểu thêm thông tin. Bởi vì mình cảm giác đối với những cái lá, hai cái lá này nó cho mình cảm giác là nhanh nhanh ở đây tức nghĩa là gì, nhanh đây có nghĩa là một cái mối quan hệ rất là còn chưa có chiều sâu là một, thứ hai là các bạn để ý người khác nhưng các bạn chưa thật sự hiểu về họ. Thành ra nếu mà các bạn đang có thích ai đó, đang để ý ai đó, đang đang nhắm đang trong tầm nhắm của ai đó thì hãy xác định lại có thật sự mình đã có một cái lựa chọn nào chưa, hay là đối phương đã có lựa chọn nào chưa, các bạn có thật sự thích họ bởi vì là họ hay không, thì bạn chỉ đang thích họ bởi vì những cái thứ bên ngoài. Và cuối cùng đó là hãy chắc chắn là bản thân mình muốn đi trên một con đường gì tình cảm nghiêm túc, chứ không phải đó là một cái cuộc dạo chơi trên một cái vườn hoa. Đó là những cái thông điệp thông tin mà mình dành cho tụ hai. Thì mình sẽ chuyển sang cái tụ thứ ba. Tụ thứ ba thì nó lại lên cái cặp bài đó là 10 cốc và lá hai được men. Đó với những bạn mà chọn cái tụ ba này nè mà nói là về chuyện tình cảm á, thì thực sự mình cảm giác giống như là cái hình này nè, nó cho mình cảm giác là những bạn chọn tụ ba là những người đã có đối tượng rồi, hoặc là ít nhất là trong một mối quan hệ rồi. Bởi vì ở đây là hình ảnh của một người phụ nữ đang cởi trên một con ngựa, mình cảm giác con ngựa là người nam, còn người phụ nữ chắc chắn là bạn nữ ha. Mình thì không biết cái đối tượng đang xem clip này là nam hay nữ, có nghĩa là các bạn á, nhưng mà mình chỉ muốn nói là có hai vấn đề. Một đó là trong cái mối quan hệ này các bạn cảm giác có mệt mỏi với nó hay không. Tại sao mình lại nói cái ý đó đầu tiên, bởi vì mình nhìn vào cái con ngựa này nè, mình cảm giác có một sự chịu đựng, một cái suy nghĩ gì đó theo kiểu giống như là mình có đang cố gắng quá vì mối quan hệ này mà đối phương không gọi là không để ý hay là quên mất cái việc để ý đến cảm xúc của các bạn. Lên cái tụ ba này mình cảm giác như là nếu thật sự các bạn đang trong một mối quan hệ rồi á, thì hãy hiểu đến cảm xúc của đối phương, hãy xem coi là cái mối quan hệ giữa hai bạn á dạo gần đây nó có nhạt quá hay không, hay là các bạn đang bị gọi là kiểu như là sao lãng, hay là đang chú ý cái quan tâm của mình vào một cái mảng khác của cuộc sống như công việc, tiền bạc, bạn bè mà đó, các bạn quên mất đi cái đối phương của mình hay không. Và mình cảm giác cái 10 cốc này nè, nó cho mình một cái trách nhiệm, tức nghĩa là mình cảm giác giống như là chuyện tình cảm đối với các bạn chọn tụ ba nó rất là quan trọng, nó rất là nghiêm túc. Thành ra nếu thật sự các bạn mà đang gọi là đang mình gọi là đang còn độc thân đi nha, mình giả dụ là các bạn đang còn độc thân, thì việc mà các bạn chọn đối tượng để có thể đi chung với các bạn, mình cảm giác nó là một cái sự lựa chọn rất là nghiêm túc trong cuộc sống. Có nghĩa là mình cảm giác đối với các bạn là thà chọn đúng rồi còn hơn là chọn sai, thà đi chậm còn hơn là chọn liều, thà gặp thà ế nhưng không sợ ế. Có nghĩa là mình cảm giác giống như là đối với những cái bạn tụ ba này, có một nếu thật sự các bạn nằm ở cái nhóm này chưa có đối tượng, thì cái mối quan hệ của các bạn trong tháng 7 này có thể mình nghĩ không phát sinh mối quan hệ mới. Bởi vì mình cảm giác cái lá hai được men này nó cho mình một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ theo kiểu là các bạn chưa sẵn sàng để yêu ai hết ngoài bản thân các bạn. Các bạn không phải là cái dạng giống như của cái tụ một là người tham vọng, là họ đang có một cái chần chừ, một cái sự thiếu niềm tin. Còn cái bạn ở tụ ba này là kiểu người
mà họ thật sự muốn có một cái tình yêu đẹp, một cái tình yêu nó có sự xây dựng từng bậc rõ ràng, và giữa hai bạn có sự kết nối, và mình cảm giác trong bạn chưa có được cái đối tượng phù hợp, hoặc nếu các bạn đang nhắm một cái đối tượng nào đó thì có thể các bạn không tin tưởng lắm, và cái khả năng là bạn và người ta có thể đến được với nhau hoặc là có thể đi chung được với nhau. Và mình cảm giác cái hand men ở đây mình cảm giác giống như là có thể nha, các bạn còn còn lại phân vân về ngoại hình, về cuộc sống, về điều kiện tài chính của các bạn, tức nghĩa là mình vẫn cảm giác các bạn còn còn đáng đo một cái gì đó về bản thân của các bạn rất là nhiều, các bạn chưa sẵn sàng. Còn nếu mà các những bạn chọn thứ ba này mà là những người đã có đôi có cặp mà, thì như mình nói lúc đầu hãy để ý đến cảm xúc của đối phương, bởi vì hand được men đó là một cái dấu hiệu của việc gọi là nếu thật sự các bạn chưa hiểu về đối phương thì có thể trong thời gian tới các bạn sẽ gặp những cái mâu thuẫn nó liên quan đến gọi là sự gọi là không thông suốt, những cái gì nó liên quan đến chuyện là suy nghĩ một chiều và cảm giác bị bế tắc. Và thiệt ra 10 cốc mà với cái lá hăng dược men mình dành cho những cặp gọi là có đôi có cặp rồi á, thì mình cảm giác mối quan hệ của các bạn nó hơi nhạt, hoặc là nó đang diễn biến quá đều đều, hoặc là giữa các bạn nó đang có một cái chiều hướng theo kiểu là mạnh ai nấy sống, thân ai nấy lo, và nó chưa có một cái sự kết nối nào đó ở đây. Và mình cảm giác giống như là hai bạn kết nối đi chung với nhau bởi vì đó là một mối quan hệ đã quen, quá quen với nhau rồi, các bạn đi chung với nhau lâu rồi, các bạn hiểu nhau, các bạn biết nhau, và cái tình cảm của các bạn dần dần nó không phải là tình yêu nữa, nó là một cái thứ tình cảm gì đó khác, không định nghĩa là tình yêu, nhưng đi chung với nhau bởi vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì những cái gì nó gọi là giống như là một người bạn đồng hành nhưng không phải là tri kỷ, và các bạn không thể tách rời nhau ra bởi vì những cái gì đó liên quan đến ràng buộc xã hội, ràng buộc về mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp cuộc sống vân vân. Và mình cảm giác giống như là giữa hai người có một người đang suy nghĩ về cái cảm xúc của bản thân họ, tức nghĩa họ tự nhìn nhận là cái cảm xúc bên trong của họ luôn á, họ nhìn cái từ thật sự cái đối với cái mối quan hệ đó mình có nên làm gì bây giờ, mình nên tiếp xúc ra sao, mình nên xây dựng như thế nào, mình nên giải quyết nó ra sao, vấn đề đó nó có ảnh hưởng gì không, tức nghĩa là họ đang đắn đo, họ đang suy nghĩ, mình không biết trong cái giữa các bạn có vấn đề gì không, nhưng mình nghĩ cái cốt lõi đó là các bạn có một cái vấn đề nó tiềm ẩn, và cái vấn đề tiềm ẩn ở đây đó là cái sự thấu hiểu và đồng cảm và chia sẻ nó chưa được thật sự thông suốt của hai người. Thì đó là cái thông điệp tháng 7 về tình cảm dành cho những bạn chọn tuổi của ba. Thì mình xin kết thúc cái video clip ở đây, thì hy vọng các bạn người làm theo dõi ủng hộ kênh cũng như là đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những cái video clip mới nhất mà mình thực hiện. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.